Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi trưa ha. Trưa hôm nay thì mình cũng ra cái vườn nhà của mình để thăm những chiếc lồng bẫy bìm bịp nha các bạn. Cái vườn này nhà mình đó các bạn là cặp bên với cái vườn của mình đó các bạn. Cách đây một miếng đất, có một miếng đất giờ người ta đang khai phá đó các bạn, nên bìm bịp nó tạt về cạnh vườn mình nha các bạn. Thì mình có đem bốn cái bẫy ra mình bẫy thử coi nó có dính không bạn ơi. Thì cái vườn này thì cái vườn nhà mình nha các bạn, còn vườn bên đây thì của ông chú mình. Mình thấy nó có ăn bỏ dốc lai gai đó thì mình đem ra mình test thử coi không biết nó dính không đây nữa nè. Dạo này các bạn biết sao, mình quê mình đi săn bắt gặp khó khăn quá bạn ơi, quá chạy đồng nghiệp rồi. Bẫy lòng vòng gần nhà được chứ còn ở xa thì đồng nghiệp mình bẫy hết trơn nghe các bạn. Bẫy chuột thì cũng được gặp đồng nghiệp, bẫy bìm bịp cũng gặp đồng nghiệp nữa, giờ mình không biết săn bắt con gì luôn á các bạn. Thôi mình cũng không nói lòng vòng để tránh mất thời gian các bạn. Mình sẽ quay camera lại, mời các bạn theo chân mình trải nghiệm thăm những chiếc lồng mình bẫy bìm bịp coi có dính không nha các bạn. Mình đặt được có 4 cái thôi các bạn ơi. Khu bên đó là vườn của ông chú mình bạn, còn khu bên đây là vườn của mình nha các bạn. Đây bên đây thì mình trồng mít. Các bạn nghe cu be nó quậy đùng đùng chảnh không? Là cái vườn kế của ông chú mình cách đây một miếng đất các bạn, là người ta đang khai phá vườn nha các bạn. Người ta đốn cây trái hết, người ta ban lên người ta làm ruộng đó các bạn. Cho nên là bìm bịp nó tạt về khu này, chứ khu này thì nó nào ngay là mấy bốn cỡ khoảng tầng trước 10 bữa gì mình cũng có bẫy rồi nha các bạn. Vườn của mình thì giờ mình đang trồng mít nè các bạn, lúc trước mình trồng xoài với trồng cóc, giờ mình phá, giờ mình trồng mít lại nha các bạn. Mít bữa nay phát triển cũng đỡ tốt nè các bạn ơi. Mình đi ra mình tứ mít mà mình gặp nó ăn bỏ dốc nè, các bạn thấy vỏ mới mới không không? Đó, nó ăn bỏ lưa thưa vậy nha các bạn. Rồi mình có đem mấy cái bẫy ra mình đặt bạn ơi. Rồi, cái này gì mà không dính luôn bạn ơi. Ừ, các bạn thấy nó ăn bỏ ốc lũ khủ chân nè. Mấy con này nó ăn không được con ốc luôn bạn, mình nghi mấy con bìm bịp này. Nó nhát nha các bạn, nó mới về nó nhát nè, nhiều khi nó than ốc lên nó sửa sẵn ăn cái nó gặp có người cái nó bay nha các bạn. Thì đây mình cũng bẫy bìm bịp bằng cách này đây nha các bạn. Nói chung là bằng cách này thì đơn giản là nhanh lẹ nhất thôi nha các bạn. Cái gặp chuột với cái trứng vịt chứ cũng không có gì khác hết bạn ơi. Cái này là cái gặp chuột cống nhum nha các bạn. Mình mua về dụ mình đặt bìm bịp tới mùa chuột thì mình đem đặt chuột vẫn được luôn nha các bạn, chứ bỏ cái quả trứng vịt vô. Bẫy bằng cách này thì đơn giản và nhanh lẹ các bạn ơi. Rồi cái này không dính mình rút luôn các bạn ơi. Tại vì khu này mình cũng đã có bẫy rồi, mình test thử mấy cái thôi các bạn ơi. Coi nó có dính không. Thì bữa nay đi mình cũng không có đem gì theo chứ các bạn ơi, tại có 4 cái bẫy thì mình xách vô luôn hả các bạn ơi. Khu này mình có bẫy rồi, mấy con mình bẫy cây hy vọng bắt được mấy con mới thôi nha các bạn, nó mới về thôi chứ không có nhiều. Chứ khu nào mà có nhiều quá mình hứa với các bạn bẫy là sẽ dính nha các bạn. Bẫy bằng cách này nè, bỏ trứng vịt với cái bẫy chuột này vô nha các bạn. Bìm bịp có là nó vô liền các bạn ơi. Bên đó con cá dĩ táp hết bự bạn. Cái mương này lúc trước mình cũng có cắm câu nữa nè các bạn, mà giờ nước nó cạn quá rồi, mình không có cắm được nữa. Đây sắp tới, hướng sắp tới không biết mình đi săn bắt con gì để bạn ơi, quá trời đồng nghiệp quê mình nè. Giờ săn bắt nó chua như giấm mà các bạn. Rồi đây con cá dính nè các bạn ơi. Đây. Con này con tơ nha các bạn. Mình bẫy ghi các bạn thấy nè. Bìm bịp tơ đa số bìm bịp già kiếm muốn hết luôn bạn ơi. Bẫy từ từ nó giảm nha các bạn. Lớp mình bẫy, lớp đồng nghiệp mình là bẫy nữa đó các bạn. Con này tơ, nó ăn bỏ dốc đó kìa bạn. Nói chung mình bẫy bằng cách này thì dễ lắm bạn, chỗ khu nào có các bạn đưa xuống là dính liền nha các bạn. Mà mấy khu nào mà đừng có đồng nghiệp bẫy nhiều nha các bạn. Chứ còn nhiều đồng nghiệp bẫy quá bẫy rồi còn sót lại vài con nó cũng nhát bẫy lắm các bạn ơi. Nó gặp bẫy là sợ đó. Nó lại nó sắn sập bẫy chứ nó không dám vô nha các bạn. Còn mấy cái khu nào mà chưa có đồng nghiệp mình bẫy thì mình bẫy tỷ lệ nó dính cao lắm nha các bạn. Rồi bữa nay mình xách vô luôn các bạn ơi. Hy vọng dính 2-3 con thì mình quay được cái clip nha các bạn, chứ còn dính 1 con thì mình xóa video bỏ luôn. Một em, hai cái dính được em nha các bạn. Bữa hổm thì mình đặt khúc đầu ngoài, bữa nay thì mình đặt khúc đầu trong nha các bạn. Bữa hổm mình đặt ngoài khúc bụi sậy mấy, bữa nay thì mình vô khúc đầu trong rồi. Mình đặt được có 4 cái nên mình test thẳng 4 cái luôn nha các bạn. Các bạn thấy nó ăn bỏ dốc nè. Lưa thưa nha các bạn. Thôi đằng trước này dính được 1 con nữa các bạn ơi. Hồ tơ bìm bịp tơ nữa các bạn ơi. Vậy là chắc bày vậy các bạn ơi nè. Con này với con này giống thịt luôn nha các bạn. Tơ. Bởi vì mình thấy nó bỏ dốc lưa thưa nè. Các bạn thấy nó bỏ dốc luôn.
lòng vòng lòng vòng đây nhé bạn, xuống cái mương này nó bắt ốc lên nó ăn nè. Vùng nào của các bạn mà chưa có ai bẫy với bìm bịp nhiều ha, mình hứa với các bạn ha, bẫy là đằng trước dính sau đó các bạn, nói chung là nó dễ dính lắm. Cái khu nào mà có nhiều á, còn cái khu của mình á thì nó nào ngay mấy năm trước á thì mình bẫy nó dính cũng rất là nhiều nha các bạn. Nhưng mà một thời gian á mình có làm kênh YouTube này nè, mình đăng lên YouTube á, cái có nhiều bạn nhìn thấy cái video của mình đăng lên á, cái người ta bắt trước theo á, người ta làm bây giờ dữ lắm nhiều rồi các bạn ơi. Bây giờ nói chung là mình đi săn bắt là gặp hơi khó nữa các bạn, khó một phần, với còn phần nữa là mình đi bẫy chịch là bị mắc đó các bạn, biết ta quen mặt mình á. Miễn đi lại anh gửi xe chỗ đó rồi mình lội ra bờ mình bẫy, bẫy xong mình đi vô rồi là đầu là tới mình đi về rồi tới lại đi thăm là mắc bẫy liền. Hai con tơ không nhé các bạn, cái này một bầy nó nè. Tại khu này thì nó mới về nên cũng chắc không được nhiều, mình mới rút bẫy nha các bạn. Mình đón gì mình không để neo bẫy mà mình rút bẫy thôi, chứ theo như mình để đây cũng được thôi, mà tại mình rút đi bạn, chắc không có được nhiều đâu. Mình thấy vỏ ốc nó cũng đưa thưa nè, một hai vỏ chứ nó không có nhiều nha các bạn. Chứ khi mà có bìm bịp nhiều nó ăn nó bỏ dũng dũng các bạn, là mấy khu đó mình neo bẫy được bạn. Còn mấy khu mình gặp lưa thưa này thì có một con hai con mình bẫy dính hết đó các bạn. Ừ, các bạn thấy giết bẫy không dính bìm bịp già nổi mà dính bìm bịp tơ không? Tại vì hết bìm bịp già đó các bạn. Bẫy nói chung bẫy cách này thì hiệu quả lắm bạn ơi. Ba chú, hai chú, ba cái dính hai chú, im im. Còn cái cuối cùng dính con nữa coi. Các bạn thấy nàng bỏ giáp đây nữa nè, chỗ góc mình bát nè các bạn. Chỗ này thì mình không có đặt nha các bạn, chỗ này nó hơi chấm quá. Thôi ở đây cái dính nữa các bạn ơi, bốn cái mà dính được ba con là ngon lành này nha các bạn. Mà giờ á cái điểm bẫy bìm bịp thì nó hạn chế quá, chỉ có bẫy đồng vòng vườn nhà thì mình bẫy giỏi lắm thì vài bữa thì nó cũng hết bìm bịp các bạn ơi. Bữa hổm mình đã bẫy rồi, nay bẫy lại nữa nè, bẫy lại mà mình bẫy đầu trong, bữa hổm thì bẫy đầu ngoài. Nói chung bây giờ săn bắt gì gặp gì cũng khó khăn quá. Có quê của mấy đồng nghiệp mình thấy bẫy gắn dính quá trời luôn, mà quê mình thì ngược lại cái gắn ít quá nghe các bạn. Chứ mình cũng biết bẫy gắn nữa đó các bạn, nhưng mà ngặt cái quê mình nó không có gắn nhiều bạn ơi, gắn ít lắm, cho nên thảm gài mình cũng chưa xuống lưới nữa đó. Cũng có nhiều bạn kêu mình xuống lưới gắn đi đó, nhưng mà chắc một thời gian sắp tới mình cũng sẽ xuống lưới gắn nha các bạn, không biết dính hay không nữa. Tại quê mình gắn ít các bạn, có mấy năm trước á, có khoảng 2-3 năm trở về trước rồi, các bạn thấy mình có đăng mấy cái video bẫy lưới gắn không, dính thấy ham không? Bữa thăm 3-4 kg, 4-5 kg, của bữa 6-7 kg rồi các bạn. Thì mà nói chung mình làm gì cũng vậy chứ, mình đăng lên kênh YouTube này rồi thì những cái đồng nghiệp mình ở khu vực gần đó mà mình biết được rồi các bạn, thì người ta học theo thì người ta sẽ săn bắt tiếp thì nó sẽ giảm thôi nha các bạn. Tại vì quê mình thì các bạn cũng biết rồi, ở miền Tây cái người dân của mình thì đi mằng ngày, một ngày nó chỉ được có 250 ngàn, 300 ngàn thôi nha các bạn. Mằng nhẹ thì 250 ngàn, còn mằng nặng thì được 300 ngàn. Nhưng mà người ta chuyển qua, người ta đi săn bắt thì một ngày người ta kiếm 300-400, 200-300, nó dễ hơn nha các bạn, cho nên người ta đi săn bắt sẽ nhiều hơn. Chứ hiện bây giờ một phần nữa là giống như ở trên Sài Gòn có nhiều công ty người ta phá sản, người ta nghỉ đó các bạn, nên là nói chung là ở quê mình người ta đi mặn trên đó nhiều lắm, cho nên giờ người ta thất nghiệp người ta sẽ đi về quê. Về quê thì không có gì sống thì bắt buộc người ta phải đi săn bắt để mưu sinh thôi nha các bạn, cho nên là rất nhiều đồng nghiệp. Còn có nhầm chỗ thì mình thấy các bạn nói bìm bịp nhiều lắm, các bạn có kêu mình đi bẫy nữa nhưng mà ở xa chỗ nhà mình quá các bạn, mình đi không được nha các bạn, cách mấy trăm cây số luôn không à. Mình đi tới lui thì đi không nổi nha các bạn, nội chạy ngày mấy trăm cây đi không nổi đâu. Còn ở gần mình có khoảng 10-20 cây số cự ly gần mình ở đây thì đồng nghiệp thôi thôi. Nói chung là lừ hết rồi. Rồi, nói chung là được 4 chú các bạn ơi, 3 chú các bạn ơi, 4 cái mà dính được 3 con. Vậy là cũng đạt rồi, mà hết hai con tơ, có con này hơi già già nè, bạn nói già chứ nó cũng không già hung nha các bạn. Cái điện thoại mình quay hơi tự nhiên nó mắc màu rồi các bạn ơi. Ừ, được 4 chú. Có đỡ hơn không? Nó nào ngay thì bìm bịp mình quê mình ở đây thì mình bán cho người ta ăn thịt các bạn, được có 50k một con thôi nha các bạn. Mình bẫy như lúc hổm thì một bữa nhiều khi được 15-20 con hoặc 12-13 con nha bạn, một ngày nha bạn. Giống như mình bẫy 87 mà một cử mình đi thăm 4-5 con, 5-6 con như bạn. Hiện bữa mình cũng kiếm được 300-400 rồi, cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình nha bạn. Còn hiện nay là bẫy không được nha bạn, bẫy ít lắm. Bẫy mình cũng bị đặt không có điểm bẫy, mình bẫy được có hồi sáng có bờ nhà mà đẩy được có 4 cái thôi bạn, 4 cái mà dính được có 3 con nè, mà hết 2 con bìm bịp tơ rồi. Có con bìm bịp này hơi già thôi chứ cũng không già hung nữa nè, con mắt chưa đỏ hung. Nói chung vậy là cũng ngon lành. Rồi bây giờ chắc mình xách vô các bạn ơi,
Thì mình để chỗ nào trống trống mình chụp tấm hình nền cái rồi mình xách vô luôn nha các bạn. Để mình lại cái bóng mát này đi. Mình không có đem gì theo cho nó, tại vì quyết định đi cuốn rồi. Để đây. 4 cái dính 3 con. Ngon lành. Này chắc hướng sắp tới mình sẽ đi test lưới thử nha các bạn, để mình test thử coi dính không bạn ơi. Chứ còn hiện giờ đi bẫy chuột chứ đi bẫy bìm bịp này thì quê mình hiện nay thì khó khăn rồi, bẫy chắc không được nữa rồi. Nói chung đi bẫy cũng được gì mà nó dính rất là yếu nha các bạn. Dính rất yếu thì tính ra không đủ trang trải cuộc sống gia đình mình. Giống như bữa nay thì mình đi thăm 4 cái này được có 3 con thì bán được chỉ có 150.000 thôi đó các bạn. Mà cũng có đỡ hơn không nha các bạn. Nói chung ở quê mà bữa nào có thu nhập là thấy vui rồi các bạn ơi. Rồi giờ mình cũng xin kết thúc video đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ nha các bạn, để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng máy bay các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau.